chuyện. Rồi hôm trước ta làm bên đây này, thì hôm nay tôi sẽ làm cho các bạn cái loại sản phẩm này. Loại sản phẩm này tương đối khó, được chưa? Vậy thì để mà muốn làm loại sản phẩm á, thì bước đầu tiên á, thì tôi sẽ làm cho thêm một cái menu bên này để cho nó thể hiện đa cấp, được chưa? Menu bên này này thể hiện đa cấp. Đây cái menu hình như là hôm trước làm này đúng không? Đó rồi, module này à chưa có, để tạo ra một cái module này, list category đi ha, danh mục sản phẩm. Rồi ta sẽ gọi vào trong cái base sản phẩm đây, và hôm trước hình như tôi trừ ra một cái dòng đây à, h3 ném cái này vào. Và cái này là PHP load include one. Rồi đây là nằm trong gì nhỉ, view view as là gì nữa, module s setting chấm php ha. Cái này nó ra không đây này, nó ra này ha. Rồi thế thì ở đây ta sẽ thể hiện menu đa cấp ul, được chưa? Lời a à. Rồi đây là menu. Copy ha. Copy này, cho nó ra nhiều ha. Đó. Và menu cấp 2 thì nó thế này, tôi chỉ làm hai cấp thôi. Trong cái môn này tôi chỉ yêu cầu các bạn làm hai cấp thôi, chứ không cần nhiều cấp. Được chưa? Đấy. Và tôi khuyên thì các bạn nên bê cái đồn cốt này sang bên đó luôn, đừng có để bên này. Bê cái đồn cốt này sang bên này. Đấy. Rồi chị lời này. Đúng ra chưa cái này? Ok ha. Và menu đa cấp, thế thì ở đây ta sẽ lấy dữ liệu nó ra. Đây ta sẽ lấy dữ liệu nó ra. Lấy gì? Từ cái bảng category bằng load most. Và đó chữ category ra. Ta đang gọi đến cái tập tin gì đây? Tập tin này. Yeah, và ta dùng gọi đến cái hàm này này. Gọi đến cái hàm này, thế thì ta sẽ lấy cái hàm này. Và cái này tôi gọi là list 1 đi. List 1 sẽ bằng category. Và ở đây là đối vào số 0. Ring R, hay là tôi tạm thời tôi sẽ đặt một cái HTML. List bằng, bắt đầu bằng rộng. Tôi sẽ dùng vùng lập for, chạy từ phân tử đâu, chạy cái list 1 này. AS round round là M1 này. Và tôi sẽ nối cái chuỗi này, nối này. Đây, nối này. Chấm này. Chấm này. Và cái đường UL tới đưa ở trên này. UL tới đưa ở trên này. Và kết thúc thì phải có UL này. Kết thúc có UL này. Thì đây là chấm set UL này. Đó. Và cái này là LI này. LI này. Và LI này tôi tách ra làm hai phần này. Đấy. Thiếu gì? À trên này gì? Nghe đơn mà. Rồi. Thế thì cuối cùng tôi sẽ cho cái này ra tại vị trí này. Tại vị trí này là xong. Bẹp bẹp. Ê chào. Thế thì ta sẽ có được cái menu cấp 1 đây nè. Đấy. Và tôi sẽ lấy cái tên nó ra. Row xin lỗi M1 gì?
name đúng không? M1 name. À M1 name thì ghi thế này á. Đừng có ghi như thế là quen á. Đây. Name. Đấy. Kể lại. Ra được cái cấp 1 tương ứng với thằng này. Thế thì ta sẽ lấy cấp 2. Ta lại lấy cấp 2 thì đưa cái này vào. Cái này là cấp 2. Cấp 2 thì ở chỗ này thì ta sẽ đưa cái gì? M.ID vào đây. Thế thì cái này là được cấp 2. Thế thì tôi sẽ hỏi một trường hợp, nếu như count của cái list 2 thì nếu như đây là cờ là có thì tôi sẽ in ra cái UL. Nếu như có thì tôi in ra UL, cái này nào bị nối nha. Rồi đóng lại cái UL. Và tôi sẽ thực hiện vòng lặp cho list 2 cho số 2. Và tôi sẽ thực hiện in ra thì cái này và cái này. Thì tôi làm hai cấp thì tôi chỉ ghi thế này thôi ha. Và cái này là dành cho số gì? 2 và chạy này. M ở đâu ra dòng số 8? M gì? M1. Nó không hiểu. Cái là chạy này. Đó, giờ nó ra hai cấp đấy. Hai cấp. Được chưa? Thế thì tôi sẽ thiết lập link này, index.php hỏi option bằng sản phẩm và kết bằng thì ở tôi đôi dung trong nháy này tôi nối vào đây là gì? M1 sơ được chưa? Chị thử ở đây ra không nha. Bị lỗi à? Bên kia là trừ gì nhỉ? Đây, coi thử cơ sở liệu lại này. Trừ gì? Cơ sở liệu là gì nhỉ? Lập trình đúng không? Rồi, category. Là đây là gì? Link ha. Linh không bị salute gì đâu. Linh. Được chưa? Rồi chạy này. Nhưng nếu như các bạn mà muốn xem trong tài liệu chính xác là chỉ sơ gì? Thế thì ở đây các bạn bị đổi cái này lại cho tôi là trừ gì? Chết lại. À. Rồi, trên này cũng bị lỗi luôn. Main menu bị lỗi. Main menu bị lỗi thì ở đây lên main menu sửa lại một chút xíu thôi. Đó là sơ. Xong chưa? Rồi. Thế thì ấn vào cái này nó ra chữ dây nam. Ấn vào cái này nó ra thời trang nam nhỉ? Hình như nó ngược hả? Hình như ngược sao á? Xem lại ra nè. Chấm. Đúng rồi mà. UL đóng lại UL chấm. Rồi. Thế thì copy cái đường link này. Copy đường link này. Các bạn ném xuống ở chỗ trường hợp này. Và cái này là M2. Rồi xong rồi. Rồi tôi xem cơ sở liệu có đúng không đây nè. Nhìn nè. Dây nam, dây nữ, đúng rồi, 4 cái này đúng rồi đó. Đây là thời trang nam đâu rồi?
thời trang nam con của cái hai, đúng không? Ok, hay là dữ liệu nó do dữ liệu nó không đúng, không khớp thôi. Rồi, bây giờ bắt đầu ta làm chủ đề này. Khi kích vào thế này, nó đang bao lồi này. Các bạn làm cho tôi cái category này. Đây, tạo cho tôi cái category trong gì? Đây, new cái file. Rồi, mở cái này ra. Tương tự như thằng này thì vậy, luôn luôn phải có gọi header và footy. Gọi header này. Và xuống dưới này là gọi gì? Footer này. Đó. Đấy, gọi được rồi ha. Thế thì trước khi ta sẽ xử lý cái dữ liệu cái này, thứ nhất ta cũng load đi, load rodent bằng load một đồ, và ở đây ta đưa vào gì? Rodent. Và ở đây là dựa vào cái gì? Ta load cái hai cái luôn, load thêm cái category nữa. Rồi, chạy lại này. Hiện tại nó không bị lỗi này ha. Và bắt đầu ta xử lý như sau. Bước đầu tiên tôi sẽ lấy cái trừ này ra, lấy cái két ra. Bước đầu tiên tôi sẽ lấy két ra này. Két này bằng request két này. Được chưa? Rồi khi mà lấy được chữ két ra, tôi sẽ dò trong cái cơ sở liệu. Tôi phải đi vào trong cái cơ sở liệu, dựa vào cái két bên này tôi lấy ra được ID. Dựa vào cái két lấy ra được ID. Do vậy ở đây tôi sẽ lấy được cái route, route két. Được chưa? Bằng loạt, bằng category nhé, category. Rồi ta gọi cái hàm gì trong category. Đây, thực chất không phải hàm này mà là gì? Hàm mà trả về một mẫu tin á. Hàm trả về một mẫu tin. Ở đây đưa vào gì? Đưa vào chữ salute á. Đấy. Và select sound from. Ở đây không phải cái này mà chữ salute. Bằng cái chữ salute mà các bạn đưa vào. Stay bằng 1. Ở đây tôi chỉ cần là các bạn limit cho tôi 1 thôi. 1. Limit 1, và đây là trả về 1 mẫu tin là gì? 1. Rồi rồi, dòng số 6. Bị lỗi, dòng số 6 đâu? Đây đang bị lỗi ha. Rồi bên kia là gì? Category row. Và đưa vào chữ get. Thì ta print cái error đó ra cái gì ha? Print cái này ra, xem được cái gì? Và trở lại này. Oh, query 1 hình như nó gì? Có chứ? Query 1 này mà. Yeah, rồi, sai này. Query 1 là 1 này ha. Rồi, 1 này. Đó. Rồi, trở lại. Oh, nó ra được một mẫu tin này. Và tôi quan tâm cái ID. Quan tâm ID. Thế thì ở đây tôi sẽ xử lý như sau. Tôi sẽ lấy cái cấp. Tôi sẽ lấy cấp con của nó. Tôi sẽ lấy cấp con của nó. Rồi, lấy cấp con của thằng này. Do vậy ở đây tôi sẽ đặt là list cat bằng list cat bằng, dựa vào cái ham là có sẵn đấy này này. Đây, dựa vào ham có sẵn này. Và đưa vào đây là route get ID. Và tôi in ra cái list get camera cái gì ha?
không có gì hết. Thế thì giày nam là không có gì hết, nhưng tôi kích vào giày nữ đi, nó lại có không? Giày nam không có con, giày nam không có con thì nó rộng, mà giày nữ có con thì nó lấy ra giày nữ. Do vậy đấy ta sẽ gì? Lọc bớt lại này. Tôi sẽ thực hiện gì? Lấy một cái mạng A kết bằng A kết không bằng rao kết ID là vấn đề thứ nhất. Và nếu như cái list kết này có này, khao này, list kết có này, thì tôi sẽ chạy vòng lặp for s và liều. Và mỗi lần chạy như thế, tôi sẽ lấy phân tử này bằng v chấm id, và cuối cùng xuống ở chỗ này này, xuống chỗ này tôi có được một cái mạng a kết như sau. Đây rồi, nếu như không có con thì nó ra chính nó, còn nếu như mà có con thì nó ra chính nó và những cái con. Test lại nhá. Giày nam không có con, giày nam là số mấy đây? Giày nam là số mấy? Số 2. Rồi tiếp tục, tôi kích vào giày nữ. Giày nữ này, giày nữ là số mấy? Số 3, thì rất trả với số 3 này. Và giày nữ có 3 cái, 4 cái con này. Giày nữ có 4 cái con này, giày nữ là số 2. 1, 2, 3, 4 cái con. Giày nữ là số mấy? Xin lỗi, giày nữ là số 4. Số 3. À, số 2 thì có con này, sao nó không ra? Số 2 có con mà. À, con là đây chứ, xin lỗi, đây. Đây đây. Số 3 này, cái dây nữ này, đây đây đây, có 3 cái này. Đó. 3 cái. 1 2 3 4 chứ 4 cái. Mà đây là mấy cái? 1 2 3 4 5 cái mà. Có một cái chi tiết nữa. Đây. Bên này này, đây. Xuống đây có một cái là số 3 này này. Được chưa? Tầm đây giờ thì xóa cái này là đặt số 10 đi, cái nó ra cái gì ha? Đây số 10 đi. Đấy. Thế thì tôi sẽ lâm lại cái cơ sở dữ liệu một chút xíu nha. Giày nam, giày nữ, giày trẻ em, giày thể thao. Đây là cái này là gì? Số 2 đi. Số 2. Cái này là số 3. Cái này số 3. Cái này số 4. Ta làm một số thử cái để cho nó nhiều cấp hơn nha. Số 4, đây. Và ta chạy lại ha. Chờ, cái menu của nó này, nam nó ra từng này. Nếu như cấp kích vào cái con, thời trang nam nó ra. À, cái này 2 cái. Thế thì 2 cái này là quy tắc này sai nha. Bây giờ cái này là 7, đúng ra là phải không có con. Rồi thế thì khi mà tôi lấy được cái danh sách đó rồi, tôi sẽ đi vào sản phẩm. Tôi sẽ đi vào cái bảng sản phẩm. Tôi sẽ lấy những mẫu tin. Tôi sẽ lấy những mẫu tin có get ID bằng những cái get ID mà tôi vừa liệt kê ra. Get ID bằng những cái get ID mà tôi vừa liệt kê ra. Được chưa? Thế thì tôi sẽ làm như sau. Đến chỗ này tôi sẽ lấy sản phẩm list, xin lỗi, xuống như này, list product bằng product product
product theo chủ đề, và tôi đưa cái gì vào, tôi đưa cái tham số này vào, được chưa? Và chú ý này, product thì ở đây các bạn để ý ở bên này ha, muốn có phân trang thì các bạn bị làm gì nữa, phải có first và gì, limit. Thế thì ở bên này cũng có first và limit luôn. Làm các bạn làm luôn phân trang khỏi nó mất thời gian. First và limit. Được chưa? Thế thì ở đây ta sẽ xây dựng ra một cái hàm gồm có từng này tham số. Public. Thôi tôi copy cái này xuống cho nhanh nhá. Luôn luôn có hai cái này. Rồi ở đây là chữ gì? Category ha. Đây là category luôn ha. Rồi tôi sẽ sửa, tôi sẽ sửa cái đường code của nó này. Ở đây ta đưa thêm một tham số này nè. Được chưa? Đây thêm một tham số vào đứng trước này. Đấy. Đây tham số, đây một tham số này nè. Rồi. Thế thì điều kiện ở đây là nhìn nè. Cái điều kiện ở đây là hoặc. Do vậy ở đây tôi sẽ lấy một cái biến là điều kiện bằng, bắt đầu bừng rộng, tôi sẽ chạy cái biến điều kiện này, chúng vuông là for. Rồi key về, mà đây chỉ cần về thôi, không cần key. Thế thì điều kiện này tôi sẽ lấy điều kiện nối với điều kiện để ra được một cái câu lệnh SQL có điều kiện này. Đó là get bằng, ghi thế này đi, get bằng, đây điều kiện này nè, nn nhé, where, phải có chữ n này này, đó. Rồi sau đó bị đưa vào điều kiện ở đây. Điều kiện ở đây. Đấy. Mục đích của tôi là lấy chữ điều kiện để nối vào chỗ này này. N. Thế thì điều kiện là gì? Tên trường bằng giá trị N. Nhưng ở đây là tên trường bằng giá trị O. Hoặc cách ra. Thì giá trị ở đây là gì? Vậy. Và để đảm bảo nó chạy tạm thôi, tôi cứ ê cho câu lệnh SQL ra cái gì nhá. Tất nhiên bài này là đang bị lỗi á. Đây. Nó bị lỗi luôn hả? À, chưa kích. Đây bị lỗi. First chưa có. First chưa có. Thế thì các bạn mượn cái bên này. Phân trang gọi vào, limit gọi vào. Phân trang gọi vào này. Phân trang gọi vào, limit gọi vào ha. Rồi được cái thứ nhất. Cái thứ hai ở đây lấy trang hiện tại, lấy trang first. Lấy trang hiện tại và lấy trang first. Đây, lấy trang hiện tại và lấy trang first. Được chưa? Rồi trở lại ha. Rồi giờ đây nó báo gì, dòng 31. Đâu đây nhỉ? 31 một đồ Rodert. 31 đâu? Nó báo gì? Không thể convert à? Lead cat, sorry. Lead cat. Đưa bên này lead cat, bên này lead cat à? Hình như sai rồi, gì? A cat mới đúng. Được chưa? Rồi, A cat thì sao, bên này ta dùng chữ A cat cho nó dễ. À. Copy chữ này lại, A cat. A cat. Rồi, xuống chỗ này là A cat ha. Rồi trở lại này. Rồi câu lệnh SQL này. Select from where này. N này. N thì mở ngoặc đây này.
các bạn hãy nhìn kỳ một chút xíu thì ở chỗ này nó dư chữ gì? Cuối cùng nó dư chữ O. Thế thì ta dùng câu lệnh ta xóa đi chữ O đó đi. Xóa đi chữ O là gì? Điều kiện bằng Trim DK. Rồi cuối cùng điều kiện bằng Rtrim DK hay O. Chị thử ha. Nó xóa chưa? Xóa được chưa? Nhưng còn sai cái gì nhỉ? À không phải get mà là gì? Get ai gì? ID mới đúng. Giờ nó có báo lỗi nữa không? Không à. Thế thì không báo lỗi chứng tỏ cái đoạn code ta xử lý đúng rồi. À xử lý đúng rồi. Thế thì các bạn cùng copy, có thể là tối ưu một chút xíu nè. Đây cái chữ này nè, ném vào đây, đứng sau này phẩy em cái, đưa chữ OR vào đây, đóng lại, khỏi nó nhiều hàm nó rắc rối ha. Rồi tương tự như thế, copy cái đường code này xuống bỏ chỗ này cho tôi, được chưa? Và đưa điều kiện vào giống như thằng này. Rồi để cái đếm nó bớt đi ha. Rồi xóa cái này. Thế thì khi tôi lấy được danh sách ra rồi, danh sách ra rồi tôi sẽ in. In thì tôi mượn cái cách in ở bên này. Đây, ở đây là tôi được lấy ra chữ list à. Thì bên này tôi cũng lấy ra chữ list luôn ha. Trên này có chỗ nào có chữ list không? List. Ok ha. Rồi tôi muốn cách in ở chỗ này, tôi copy từ chỗ này xuống. Và cuối cùng nó có một cái chuỗi phân trang. Đây chuỗi phân trang. Chuỗi phân trang thì ta cần có tổng. Chuỗi phân trang thì ta cần có tổng. Ok ha. Thế thì bên này ta cũng phải cung cấp tổng cho nó. Cung cấp tổng cho nó, tổng nó rồi, tổng sẽ bằng như nhỉ? Trừ này thêm cái gì đằng sau? Khao nữa đúng không? Đây bên này. Đó. Và ta chỉ đưa một tham số vào là đây. Và cuối cùng ấy, cái chỗ này, này sản phẩm này ta phải thêm vào kết bằng cái chữ kép tôi lấy ở trên. Tôi chạy lại thời trang nam, không có cái nào ra luôn hả? Đây đây có cái ra đây, thấy chưa? Đó có một số cái ra. Như thế là ta làm xong cái trang gì loại sản phẩm. Và giờ ta sẽ làm chi tiết sản phẩm này. Đấy, chi tiết sản phẩm này thì ở đây nó có chữ detail này. Rồi, đây ta sẽ tạo ra một cái tập tin đi theo luôn này. Đấy. Và cũng có gì? Cũng phải gọi header này. Và cũng gọi gì? Footer này. Rồi, để chạy nó ra này. Ok. Rồi, tiếp tục. Bước đầu tiên của chi tiết thì tôi phải lấy được cái chữ này ra. Lấy cái này ra thì ta dùng gì? Lên trên nha. Ta lên trên này. Row. Sorry, BHB à. Rồi. ID này bằng. Thực chất cái này không phải là ID mà chữ sơ gì. Đấy. Request ID. Và tôi sẽ lấy sản phẩm ra. Sản phẩm thì ta phải gọi cái gì? Sản phẩm ra. Đây sản phẩm. Và tôi sẽ lấy cái route một mẫu tin á bằng gì? Product. Product route. Hay là gọi đi
đi theo đi cho nó như vậy ha. A L I I S ha. Rồi sau này bên đây tôi sẽ xây dựng ra một cái hàm public. Hàm này tên gì nhỉ? Số đất đi theo này, copy cái này này, ok ha. Rồi thiếu chữ function này. Rồi ta có cái câu lệnh SQL mà trả về một mẫu tin. Câu lệnh SQL mà trả về một mẫu tin, cái này là dùng gì nhỉ? Query gì? Query one này. Có lợi dụng cái đoạn này là query one này. One này. Rồi cái này là trả về một mẫu tin chứ không phải là đếm. Rồi câu lệnh SQL select from where này. Where trừ sơ. Where gì? Đúng không? Bằng gì? Bằng cái này đúng không? Đấy. Và limit, limit nó lại là 1 thôi, để đảm bảo nó lấy được 1 mẫu tin ha. Rồi chạy lại ấy. Rồi 1 sorry 1 query 1. Rồi bị lỗi luôn hả? À dư này. Chạy lại. Rồi nó lấy được một mẫu tin, thế thì ta sẽ in cái mẫu tin này ra. Trước tiên cứ lấy một mẫu tin cho tôi cái đã. Rồi cách trình bày. Cho trình bày này. Đây trình bày này. Đấy, luôn luôn có hai cái này tên này. Và xuống ở chỗ này đóng lại này. Và xuống này đóng lại này. Đó. Rồi đây sẽ tôi sẽ column. Row. Column. MD 3. Sorry 6 đi. Copy. Ở chỗ này thì tôi sẽ thực hiện in ra tấm hình. Tấm hình public email và gì? Product. Tấm hình đó là gì? Ê cho row im. Rồi chạy ra, nó ra được tấm hình ở chỗ này là ok. Đây. Hình như có hình có đấy mà. Tôi xem cái tấm hình này tên gì để tôi cung cấp để cho nó có rồi. Xây nam hả? Rồi. Public. Public đâu rồi? Đây. Email. Product. Rename thành chữ giấy. Giấy. Giấy nam này hả? Ra hao hả? Ồ, một số cái ra. Rồi đây. Nó ra đây. Rồi khi ra được cái này thế thì bên này, bên này ta sẽ lấy ra H1. H1. H1 và ta in ra tên. Tên sản phẩm. Thứ hai tôi sẽ in ra giá. Giá. Thế thì ở đây tôi đổi lại là H3. H3. Giá trong cái này là tên trường là gì nhỉ? Giá đâu? Right ha. Right. Rồi. Ở đây các bạn number format để cho nó in ra đẹp một chút xíu. Giá. Rồi. Giá này là giá gốc. Nếu như có giá khuyến mại thì ta nên thêm cái chữ này vào để cho nó có chữ cho nó đẹp. Đây. Đẹp cái gì? Nó gạch ngang đi. Và đây thêm chữ sub. Đây, sub để nó ra chữ
đồng đồng đây này, à. Và đây ta ghi trừ là giá gì? Giá gốc, à. Cái lại ha. Rồi. Giá khuyến gì? Giá khuyến mại, right sale. Giá sale thì đừng bọn đừng có dùng chữ đeo này nha. Được chưa? Rồi nhấn nhá gì đó tùy các bạn ha. Rồi. Và ở đây, ở đây tôi sẽ định ra đây một cái thẻ form. Thẻ form. Định ra một cái form. Và khi ấn vào đây thì đưa vào giỏ hàng. Được chưa? Khi ấn vào cái nút này nó sẽ đưa vào giỏ hàng. Thế thì ở đây tôi sẽ đưa vào đây cái từ cái này lại. Number. Name là số lượng. Bỏ cái này đi. Min bằng 1. Max. Bỏ max đi. Step bằng 1. Value bằng 1. Rồi chạy lên nó ra cái này. Được chưa? Và đừng có để form control. Nếu như để form control thì các bạn bị đặt style y khoảng 200 pixel để nó khống chế lại chiều dài, không là 100% á. Đây, đặt mua, ấn vào nút này để đặt mua. Được chưa? Đấy. Tạm thời là như thế ha. Thế thì khi sản phẩm thì các bạn cần có sản phẩm liên quan. Đây à, tôi sẽ đưa cho các bạn một cái hướng đi mới luôn. Đây, các bạn vào Java Script. Đây, có chữ tab đây. Đây có cái tab, các bạn copy cái tab này vào. Đây cái tab đây. Rồi để xuống dưới. Nó ra cái gì? Đây là chi tiết row. Thêm cho tôi một cái deep row nữa. Và để đây. Đấy. Chỉ trừ cho nó hai cái thôi. Đây hai cái thì ta bỏ đi hai cái đầu. Bỏ đi hai cái đầu và bỏ đi hai cái cuối này. Xin lỗi, bỏ đi hai cái cuối này. Rồi được chưa? Đây là chi tiết. Đây là đây đây lấy cái thông tin này ra. Chi tiết đây intro này này. Chỉ intro này. Thế thì sang đây tôi sửa lại cái này luôn nha. Bỏ đi cái đi. Check. Đeo luôn nè. Detail thôi. Lấy detail vào đây. Đây đây đây. Detail. Đó. Và chỗ này tôi gọi là chi. Chi tiết sản phẩm hay là mô tả sản phẩm được không? Mô tả sản phẩm ha. À. Rồi còn ở dưới này là gì? Sản phẩm liên quan. Đây ta trở lại. Ra đây này.
chi tiết sản phẩm liên quan. Chi tiết sản phẩm thì ta sẽ lấy cái chữ round đây, đưa vào đây. Đi theo, quay trở lại. Không có cái gì đúng không? Rồi, vào trong này. Các bạn cứ vào trong product, cứ gõ vào đây chi tiết sản phẩm là đây. Rồi Ctrl A copy v khoảng trăm lần vào đó. Ok. Rồi copy cái đường code này. Không cần que. Chấm phẩy đằng sau nữa là xong. SQL. Chấm phẩy. Run cái này lại. Nó bị lỗi gì nhỉ? Sorry, nháy là nháy này. Quay về đi. Đây. Thêm vào đây chút xíu hành và mờ nữa này. Thì nó sẽ copy cái này này. Tôi copy cái này. Có SQL. Run. Điều kiện cũng có là được. Where. Rồi, đây giờ chạy này. Cái sản phẩm nào cũng có hết đấy, thấy chưa? Nhưng sao ít vậy? Rồi. Còn đây sản phẩm liên quan, thế thì trên này ta sẽ là list author bằng sản phẩm cùng loại author. Và đây các bạn đưa vào cái list A kết. Rồi A kết lấy đâu ra? A kết các bạn sang bên này lấy cho tôi. Đây, copy đoạn này xuống chỗ này là nó có chữ A kết. Thế thì đây là lấy từ đâu ra? Đây là lấy rau. Đây là lấy rau. Rau và lấy get ID. Rau get ID. Copy này đưa vào vị trí này. Rồi. Chạy. Nó ra được là a get ID. Và cái hàm này các bạn phải khống chế lại số lượng limit. Và ở đây tôi lấy khoảng là 4 là 8. Thế thì ta sẽ xây dựng cái hàm này. Xây dựng cái hàm này product. Thấy chưa? Public. Tôi copy cái này xuống cho nhanh nha. Tôi đổi cái này là tên hàm ở đây là gì? Product author ha. Product author. Rồi ở đây chỉ cần limit thôi. Và cái này để lại chữ limit là xong. Rồi chạy lại. Có bao lỗi không cái này? Wow. Dòng số 6 bị lỗi. Ở đây muốn lấy cái chủ đề ra này thì các bạn cũng phải loát cái này vào. Chạy lại, đã hết lỗi đi. Ok. Sang bên này ta sẽ in. Bên đây tôi sẽ in sản phẩm ra. Thế thì tôi sẽ mượn cái cách in ở trên này. Tôi sẽ mượn cái cách in ở trên này. Tôi in cho cái gì? Cái thằng ở đây. Đâu rồi? Từ chỗ này ha. Rồi đấy, tôi đặt cho nó một cái rau.
copy row xuống dưới. Rồi và đây là ba sản phẩm, đây một ba sản phẩm. Và cái này tôi không đặt là list nữa. Tôi đặt là list all. Còn cái này là va để nó khỏi trùng tên. Đây va. 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 Và ha, có chỗ nào nào? Rồi chạy lại. Đây. Bên này là chi tiết sản phẩm, còn bên này là 8 sản phẩm nữa. Thấy chưa? Sao nó lấy tên là dây nam hết nhỉ? List order từ đây. À trong này dây nam hết mà. Ok. Đó thôi. À nhưng có người làm nói thầy, ở đây là lấy dây nam thì trừ cái này ra. Trừ cái này ra thầy thì thêm một tham số vào nữa. Đây. Row. Sản phẩm là gì? Row. Row mà lấy ID là được rồi. Row. Lấy ID. Rồi sang bên này. Các bạn thêm cho tôi một tham số nữa là gì? ID thôi. ID ở giữa ha. Và đây là and ID khác với cái ID tôi đưa vào. Cái ID khác ID đưa vào. Đấy xong.